Hòa chung niềm vui trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường của cả nước, sáng ngày 5 tháng 9, đồng loạt các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đông Triều đã nô nức khai giảng năm học mới 2014-2015. Từ sáng sớm, không khí khai trường đã tưng bừng khắp mọi nơi, từ các ngõ xóm, khu phố ra các con đường lớn, từ trường mầm non, tiểu học cho đến trung học phổ thông, đầu đầu cũng bắt gặp những gương mặt tươi giói với nụ cười tràn đầy hạnh phúc của thầy và trò nhân dịp này các đồng chí lãnh đạo tỉnh sở giáo dục và đào tạo lãnh đạo huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các ban ngành đoàn thể của huyện các xã thị trấn các công ty xí nghiệp đã đến dự và chia vui động viên thầy cô giáo học sinh và các bậc phụ huynh trong ngày khai trường tại các nhà trường các đồng chí lãnh đạo đã ghi nhận biểu dương thành tích mà các thầy và trò nhà trường đạt được trong thời gian qua chỉ ra những hạn chế còn tồn tại khích lệ các thầy cô giáo và các em học sinh thi đua dạy tốt học tốt lễ khai giảng năm nay của các trường được diễn ra với hai phần phần lễ trang trọng ngắn gọn với các nghi thức truyền thống kết thúc phần lễ phần hội của các trường đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao các trò chơi dân gian giao lưu học tập kết nghĩa giữa các khối lớp trong nhà trường học sinh mới tuyển đầu cấp học tham quan gian trưng bày triển lãm các hình ảnh về truyền thống các sản phẩm thiết bị phục vụ cho công tác đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường với những hoạt động có ý nghĩa, lễ hội khai giảng đã ghép lại thực sự đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo không khí hân hoan, hứa hẹn nhiều niềm vui và thành quả mới của thầy và trò ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều.